bạn thấy những con cá con thôi, mà những con Kuga Miwan bắn mất rất lâu mới đủ mới chết, bởi vì cái lượng máu của Kai Hitty nó là gấp đôi so với tất cả các loại cá khác. Vâng, Miwan baby. Katha Zoman là quân của game thủ bên phía Sparta. Còn bên phía của Hà Lam thì có gì? Hà Lam có Miwan baby, Maxe và Hitty. Khá đẹp. Vâng, hai bên đều có Miwan và Babylon. Còn khác biệt ở Zoman Katha, còn bên phía đội bạn là Maxe với T. Và xét về quân thì đội bạn đang nhỉnh hơn một chút trong trận như này. Nhưng đây là loại quân vẫn có thể đánh được. Nó không phải gọi là tịt. Miwan đến từ chim sẻ và có thế đánh chủ lực. Vâng, có thể đánh chủ lực, nhưng chúng ta nên nhớ rằng đội bạn cũng có những loại quân nó cũng không hề sợ Miwan một chút nào cả. Thậm chí nếu như thích đánh kiểu, và Miwan là bạn quân thủ khỏe, nếu như thích đánh kiểu mà không cần ốp Miwan, đánh đời bốn với Miwan, thì những cái quân bên phía đội bạn như kiểu là vâng, Hitty hay Baby thì cũng không hề ngán Miwan một chút nào cả. Bởi vì những quân đấy có ca to, mà ca to đối với Miwan là quân là kỵ nhất, sợ nhất. Miwan không sợ gì ngoài ca to cả. Nghe em hiểu, kể cả như này nhá, kể cả đạp đôi nhá, hot thần nhá, hay là thậm chí kể cả là voi nhá, hay là y thần nhá, Miwan không hề sợ. Nhưng Miwan nó sợ nhất là ca to rồi. Ca to hoặc là ca thần đấy, miễn là ca. Màn hình máy của 98 người cầm Katha trong trận đấu này. Mạnh Hào cầm Babylon. Như vậy là thế sắp xếp của bên mình là mắc con nhà bà binh. Vậy là có hai chém ở ngoài và hai cung ở trong. Thế sắp xếp này là mắc nhất có thể với bốn cái quân này rồi, không thể đẹp hơn nữa rồi. Vâng, lại còn chém tuyển thì cho cặp với cái con Miwan cần nhiều thời gian hơn. Zoman. Vâng, ở cái sới này thì con Zoman này đang được coi là chém tuyển. Khả năng ép đời của Zoman là tốt, dễ ép. Không có nhiều quân được tính là chém tuyển hơn Zoman trong trận này. Maxe, Zoman thì cân nhau rồi. Nhưng mà để mà tạo đột biến thì tất nhiên là Maxe rồi. Để mà tạo đột biến nhiều hơn. Màn hình máy chim sẻ chúng ta theo dõi lượng đồ ăn của chim như thế nào. Có liệu có đủ với một bài không? Như vậy là đủ rồi, tôi vừa hỏi xong. Hai quả phụ sẽ là bài thoải mái về lực, ép đời cũng như là lực. Nhưng cái thế nhà thì cũng vừa nãy nhìn thấy khung khung, nhưng mà thực ra cũng không khung lắm đâu ạ. Khá loằng ngoằng. Đấy, một thế khung nhà là tương đối loằng ngoằng. Một chiếc PS ăn một chút gỗ và sau đó sẽ ăn được cả rừng ở đấy luôn. À, sẽ ăn cả vàng, ăn một chút gỗ sau đó sẽ ăn được cả vàng ở khu vực đó luôn. Tiết kiệm tối đa cái lượng gỗ phải xây nhà. Với Miwan thì phải vậy. Bởi vì thời điểm lên đời 3 xong, Miwan lại quân tốn rất nhiều gỗ. Và chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của những tay chém thôi. Katha của 98 thì sao? Một bài tôi không thấy đồ lùa về. Một bài hiếu đôi của 98 không có đồ lùa về. Với việc không có đồ lùa về, các bạn có thể thấy thời điểm phút thứ 10 rồi mà có 400 thực sẽ rất lâu mới có thể đủ thực để lên đời. Vâng, màu 25 đây rồi. Vâng, tôi bỏ quên mất.
Và không biết là trong 9 hay là 10 tròn. Nhiều khả năng là cuối 9, 95x. Và mình thì không ngồi gần các game thủ nên là nhiều khi là không cập nhật được tình hình nhanh. M7 game thủ văn nhất là người cầm Babylon ở trận giao đầu cánh của Bùi Phương Nam. Và cũng là một bài các bạn thấy, vâng, như vậy là 5 con voi mà 1 bầy hiêu. 5 voi và 1 bầy hiêu ở khu vực nhà chính của Văn Nhất cũng không hề vớ vẩn. Không phải dạng vừa. Không hề là dạng vừa. Chọc giò phải thật khéo về số lượng dân này rất là nhiều, chỉ cần lỗi một phát thôi mất giò ngay. Phải 5 voi mà giờ chưa lên đời đấy. Vẫn chưa thấy nhảy đời. Và vẫn đang rất mất tay bởi con giò của Phương Nam. Các bạn thấy các game thủ vâng trình cao, người ta chọc giò. Vâng, trình cao chọc giò khó chịu. Khó chịu cực kỳ thôi, nhìn thì đơn giản thế này thôi. Nhưng mà khi bị chọc đấy các bạn thấy rất mất tay và gần như không thể làm việc khác. Vâng, nếu như ăn được hết toàn bộ đạo dân này thì các bạn thấy đây là một bài chém rất tốt đến từ game thủ Bùi Phương Nam. Và một bài Babylon 5 voi, bầy yêu nhà chính. Đang bị làm chơi rất thốn và chết khoảng vâng, khoảng 8 đến 10 dân ở tình huống vừa rồi. Chỉ số kin của Nam mình nghĩ đang rơi vào khoảng 8 đến 10, 8 đến 10 đơn vị dân. Bên kia 98 sao 26, 98 gấp màu 6 game thủ Duy Măng. Và trở lại với Lam thôi, nhà thứ hai. Đây là game thủ Cam Quýt. Cam Quýt là người cầm Miwan trận này. Vâng, chơi thẳng vào Miwan nào. Miwan đánh cung đầy rồi, ưng lắm. Ưng lắm Quýt ơi. Vâng, một bài Miwan đánh cung mà tại sao lại không hề bo bế gì như thế này nhở. Hơi khó hiểu. Hơi khó hiểu. Và Quýt đánh, vâng, Quýt đánh quá lãng mạn. Các bạn thấy thực sự rất lãng mạn luôn. Không thèm bò bế bất cứ một cái gì cả. Vâng, đánh cung tại nhà. Nhẹ bo nhỏ một số cơ sở do, có thể là do game thủ Văn Nhất là báo rằng Roman bên mình đã vào phía bên trong. Cung A bo nhỏ đến từ game thủ Cam Quýt. Như vậy đây là một bài cung A mà chúng ta không hề không phải lo lắng quá nhiều với những cái bài cung A kiểu đánh kiểu như thế này. Không có điều kiện để phát triển khỏe. Và lượng dân nằm xuống của Cam Quýt cũng khá nhiều rồi đấy. 3 dân bãi vàng. Cùng với đó là một vài con nông dân ở khu vực bãi ruộng. Vẩy e đi em. Đúng rồi, vẩy e đi chém rồi nó nhanh. Ui dồi ôi. Vẩy e này. Tôi phải dạy ông Bùi Phương Nam này một khóa vẩy e mới được. Màn hình máy của chim sẻ người cầm Miwan. Vâng, cũng đang bị chơi vào, nhưng đây là một bài Miwan khỏe đến từ chim, một bài hai quả phụ cơ mà. Thậm chí có thêm một bãi quả phụ nữa, màu 7 mò lên đây ăn. Vâng, ông màu 7, ông Văn Nhất. Ông Văn Nhất đầu cánh của Bùi Phương Nam mà chui vào tận đây ăn bãi quả được thì tôi cũng thấy giỏi thật, Mã Văn Tài thật ấy. Vâng, đi lên tận đây ăn quả luôn ạ. Vâng, bài Văn Nhất là bài Babylon của Văn Nhất. Tính đến thời điểm hiện tại đang mất quá nhiều dân và đang rất yếu rồi, không cần lo lắng nhiều nữa. Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Hào tham lai là 41 với một bài Dâng A. Dâng A đại pháp. Vâng, vào bắn Miwan thôi là được rồi. Còn thôi kệ, hit đi, hit tính sau. Bắn chết Miwan trước mình nghĩ hợp lý hơn. Đối phương có bác C, việc Hào đi Dâng A là quá chuẩn. Chúng ta không phải nói nhiều về cái quyết định này đến từ các game thủ bên phía team Maui Sparta. Babylon đi Dâng A, Max C tự phế. Chim sẻ 64 và thời điểm này là thời điểm chim sẻ sẽ bắt đầu lở tham một cách mạnh mẽ hơn nữa. Và một chiếc nhà chính phía bên ngoài ăn vàng. Ui giời. Lại nhỉ, mình trong một trận đấu 4-4 mình khi mà chúng ta đánh thì cảm giác không có thời gian để mà làm mấy cái việc đấy đâu. Nhưng mà ông sẻ này là ông vẫn có thời gian để ông ý nhét một cái thằng dân vào ăn cái bãi vàng ở thời điểm phút thứ 20 với cái tham lai 7 sọi của mình. Tài. Đúng không? Kêu mọi người đánh chế chúng ta thường không có thời gian để chúng ta lắn nót những cái quá chi tiết như thế.
Nhưng không, đây là chim sẻ. Bởi vì nếu như chúng ta lắn nót được thì bây giờ ông chim lại đang ngồi nghe tôi bình luận cho một ông nào khác đánh. Màn hình máy của game thủ 98 tham 22 đang bung nhà rồi, chạy một tên, chạy về hồi thôi. Tham 2 của Lam đang là 37. Màu 7 quá yếu rồi. Bây giờ quản quản kỹ màu Lam thôi. Quản thật kỹ màu Lam thôi. Xong rồi ở nhà, đúng rồi, bung PC phát triển ra, nâng chặt gỗ. Phát triển khỏe ra. Trở lại máy màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Hào vừa bị một tên bắt quân, nhưng Hào vẫn đang chạy được khoảng một số lượng khoảng hơn chục con UR. Một pha tụt tham đến từ Hào. Từ 4x về 26 và đang mất khu vực nhà BA. Bên phía đối phương Hoàng Mây Nhi là người cầm Hitty. Và khu vực vị trí nhà của Hoàng Mây Nhi là ở góc 6 giờ. Và bây giờ ta sẽ cùng chờ đợi xem quyết định của game thủ bên phía Sparta là gì. Là sẽ đẩy hay sẽ đánh ở nhà. Bên phía Sparta đang có hai người có nhà. Đó là game thủ Chim Sẻ Nắng và Bùi Phương Lam. Bùi Phương Lam là một bài bây giờ có thể khung lại nhà và có thể phát triển khỏe ra ở nhà được rồi. Và 1.000 gỗ đến từ game thủ Mạnh Hảo. Bây giờ về làm bung 5 cái nhà chính ra hồi. Thì cái thời gian hồi sẽ rất là nhanh. Máy của Chim Sẻ tham lai đang là 90. Sẻ bắt đầu đứng khá cao quân lên rồi. Và trở lại với Bùi Phương Lam, tham nay đang là 36. Đấy, tại sao không lên đánh vào nhà Miwan đi, đánh cho chết hẳn Miwan đi. Đi quản mẫu 7 làm gì, mẫu 7 nó có còn cái gì đâu. Mẫu 7 còn rất là ít thôi, nó không còn gì nhiều cả. Và mình nghĩ là Bùi Phương Lam lên luyện tập thêm hơn, nhiều hơn về cái kỹ năng về E khi mà bắt dân, để cho nó rút gọn được cái quãng thời gian đuổi dân. Nếu như có một cái khả năng về E tốt thì cái việc mà đi chăn nó sẽ rát. Nó sẽ rát và nó ăn dân nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc mà không kiểu cứ đuổi. Cứ đuổi thậm chí cũng không đuổi được. Màn hình máy của Chim Sẻ tham lai đang 103. Lên 4 xong. Và Hoa Nhi thì sao? Thời điểm phút 26. Thì mình nghĩ chắc chắn Chim Sẻ sẽ là người lên một trước. Và một pha đi dâng nhà bại lộ đến từ Chim Sẻ khi mà Hoa Nhi cũng đang là người đi quân lên. Giật lại một chút. Giật lại một chút thôi. Một tình huống nhạy cảm, nếu như để bị bắt mất kích cung A này thì cũng khá là mệt. Nên chúng ta cũng không thể coi thường trận thiếu này được. Mà thế trận ban đầu là yêu. Bây giờ thì những con cung Ami Ban đã bắt đầu khạc ra lửa nhưng chưa lên xong bắn trận. Vâng, màn hình máy của game thủ Bùi Phương Lam. Bây giờ thì tôi muốn Bùi Phương Lam đang có khoảng 5 nhà chính và ra đều dân. Lam thời điểm này cần phải có 5 cái nhà chính và ra đều dân một cách thật nhanh. Đề phòng việc Hoàng Minh Nhi cũng đã lên được 4 và có những con ca to. Khi mà Hoàng Minh Nhi có ca to thì vị trí của Lam là một vị trí rất quan trọng. Bởi Lam sẽ có điều kiện để lên 4 và đánh những con đạp đồ của Roman để chống ca. Màn hình máy của game thủ Chim Sẻ tham lai là 112. Bây giờ thì Chim Sẻ đang tạo thế và tạo áp lực trên bản đồ để cho các đồng đội của mình được phép hồi. Đối phương đã bắt đầu phải co về nhà thủ rồi. Bên phía đối phương đã đánh bắt đầu phải co ngực và co lại để thủ. Thời điểm này không biết Hoàng Nhi đã lên được 4 xong chưa, phút 29 rồi. Còn chưa nhìn thấy nhà của Hoàng Nhi hóa hay gì cả. Còn chúng ta chưa nhìn thấy, chưa được nhìn thấy, như vậy là thấy rồi. Đã lên xong 4 đến từ game thủ Hoàng Nhi. Nhưng không biết là lên từ bao giờ. Vâng, vẫn ca con, ưng lắm. Được. Các bạn thấy những con ca con thôi. Mà những con cung Ami Hoan bắn mất rất lâu mới đủ mới chết. Bởi vì cái lượng máu của ca Hitty nó là gấp đôi so với tất cả các loại ca khác. Nhưng tơn lọt này nó sẽ khiến cho thế trận chúng ta rất là yêu. Kể cả bây giờ Hoàng Nhi có thủ được nhà đi chăng nữa. Vâng. Kể cả là bây giờ Hoàng Nhi có thủ được nhà đi chăng nữa thì vâng, thời điểm mà thủ xong, cơ cấu xong, đẩy ra ngoài cũng là thời điểm mà Lam
bắt đầu có những cái con đạp đôi của mình lên rồi. Màn hình máy của Bùi Phương Nam kích 4 chưa? Không biết là Nam đã kích 4 hay chưa đây. Tôi cần một pha chỉ vào cái nhà chính để có thể biết được là liệu rằng Nam đã kích hay chưa. Một chim sẻ đang nhồi đồ rất khỏe, thịt và gỗ. Dường như kích rồi, à không, như vậy là chưa kích. Thằng tám sọi có khoảng 7 dân trở lại máy của chim sẻ. Bây giờ thì mình nghĩ là nhiệm vụ của Mạnh Hào có lẽ là cũng không phải hồi khỏe quá đâu, hoặc là 981 trong hai người không phải khỏe quá đâu. Có tay, có tay thì lên cắm như con quân những cái đơn vị quân của mình vòng quanh nhào chim sẻ để trách, để trách xem có những cái tình huống đi dâng ca hay gì của Hoàng Nhi hay không thôi. Chỉ cần check xem Hoàng Nhi có những tình huống đi dâng ca hay không thôi, được rồi. Không lên để chủ lực tự đi tìm như này. Đồng đội cần đi tìm hộ, chủ lực sẽ có nhiều tay để làm những việc khác tốt hơn. Này lít rưỡi. Lam đã lên xong 4 chưa đây? Chúng ta cùng theo dõi là vâng, thằng này đang đè khá mạnh rồi. Nhưng bây giờ game thủ bên phía đối phương cam quýt đã hồi được, đã bắt đầu khỏe lại. Bây giờ thì các bạn có thể thấy chim sẻ đang đứng kê nhà cho cả game thủ Bùi Phương Lam luôn. Vậy anh phải vâng, xây nhà kín cái mặt này lại có được không? 200 gỗ là 200 gỗ với 200 vàng. Rồi đủ rồi, kích đạp đôi. Lâng bố gỗ 3. Lâng đầy đủ tất cả công nghệ lên thôi. Bây giờ thì cứ vừa sóc quân và vừa xây nhà. Cứ vừa sóc quân và vừa xây thêm những nhà quân ra. Đây cái mặt này, cái mặt này, cái mặt này mình nghĩ là Bùi Phương Nam lên, lên bo lại. Đỡ bị lọt cái mặt đấy khó chịu. Vâng, màn hình máy của chim sẻ. Chim sẻ đang đấu quân với Hot. Chắc chắn không thể nào là Hot thần được thời điểm này. Vâng, chim sẻ các bạn có thấy chim sẻ đang đánh rất cẩn thận. Với cái thế trận này nhiều người sẽ chủ quan và không không muốn đi dâng ca làm gì cả. Nhưng bên phía đối phương cũng đang muốn đánh ôm để hit đi và Miwan cùng ôm nhau lên đời 4, đánh đời 4. Và mình nhìn với sự cơ động của những con hot của mình thì vẫn đang đi quản vàng ở trên bản đồ. Mình đoán trận theo anh nhiều khả năng chim sẻ đang đánh thật cả thật. Và các bạn thấy khả năng đi ôm vàng đến chim sẻ đã là hot thần rồi. Như vậy nếu với việc mà Hoàng Nhi lên hot thần như này thì Quýt sẽ là người lên 4 muộn hơn. Chắc chắn Quýt sẽ phải là người bơm đồ lui đồ cho Hoàng Nhi lên được hot thần. Màn hình máy của Bùi Phương Lam đạp đồi đã bắt đầu có và bắt đầu chạy trên bản đồ. Thằng này đang là 160. Sẻ sẽ là người phải áp lực lên hướng nhà Hoàng Nhi để cho Bùi Phương Lam vâng có điều kiện, có điều kiện đẩy được Miwan đời 3 của game thủ Cam Quýt. Máy máy của Bùi Phương Lam chúng ta theo dõi đẩy là tham lai 170 rồi, đóng thật nhiều nhà BL ra thôi. Vâng, đã lên 4 xong đến từ game thủ Cam Quýt. Và quyết hồi cũng rất tốt thời điểm đầu, một bài mà Miwan đánh theo kiểu bo linh ta linh tinh bị yếu, khả năng hồi của quyết cũng khá bá đạo. Hào cũng sẽ được lên 4 và đánh những con đạp đôi. Hào cũng sẽ được phép lên 4 và đánh những con đạp đôi, và khả năng nhiều khả năng là Hào đã kích rồi với tham lai 70 dân của mình. Tham lai không có quân, 70 dân. Whoa!
màn hình máy của Bùi Phương Lan. Hôm nay đã là 2 lít rồi. Bây giờ 2 lít rồi thì bơm đồ cho đồng đội và đạp thôi. Vâng, gom 4 kích đạp rồi. Dí một tần. Mình nghĩ làm thời điểm này chưa chắc đã được 100 dân đâu. Cái bọn chém này thì mang hết đi thiêu đi em. Để chém ở nhà làm gì? Mang hết đi thiêu đi còn để còn lấy cái chỗ để lở đạp đôi chứ. Nó sẽ có một tên đục. Sẽ có một tên đục vào nhà của Cam Quýt đến từ game thủ Bùi Phương Lan. Và đây rồi. Mặt này đang là 3 kích. Rượu 3 kích mặt trước. Trong khi đó thì chim sẻ vẫn đang đánh nhau với Hoàng Minh Nhi. Hoàng Minh Nhi không có cửa để mang hot sang bên này cứu. Không có cửa để mang hot đi cứu. Bởi vì chỉ cần mang hot sang cứu thôi thì chim sẻ sẽ có điều kiện để di được ca to vào nhà của Hoàng Minh Nhi. Vâng, 3.000 gỗ các bạn. Xây nhà. Cố làm tên này bung rồi. Ộp nhẹ một lần nữa lên thôi là bung. Quýt tên này mất tham rất thốn. Và Quýt đi xa khi mà nhận thấy là không còn cửa nữa. Hoàng Nhi có một tên đục ở phía bên sau nhà của chim sẻ. Đó không còn là vấn đề. Tỷ số được cân bằng 1-1 trận đấu thứ hai. Kịch bản đang khá giống với trận đấu đầu tiên. À, trận đấu đầu tiên.